tuổi anh Phong này. Vâng, đây nhá, đây, bây giờ là, hiện tại bây giờ là 21 giờ 50 phút thì đồng chí cán bộ trưởng công an xã Giao Hà là đồng chí Phạm Văn Phong với chức vụ là thiếu tá thì có ra nhà tôi lúc nửa đêm này. Là thứ nhất là gia đình tôi đang có người bệnh, không có đồ nào. Thứ hai đó là gia đình tôi không vi phạm gì mà bây giờ là đồng chí Phạm Văn Phong trưởng công an xã Giao Hà ra là tôi. Thứ nhất là vấn đề dư luận, thứ hai là vấn đề về danh dự của tôi. Thì bây giờ đồng chí, yêu cầu đồng chí phân tích rõ cái lý do đồng chí xuống nhà tôi thì tôi sẽ mở cổng cho đồng chí vào nhà tôi nhá. Tôi sẽ mở cổng cho đồng chí vào nhà tôi. Còn bây giờ đồng chí vào nhà tôi với vấn đề gì, tôi không chấp nhận đồng chí vào nhà tôi. Tại vì sao? Vì bây giờ gia đình tôi có người bệnh. Thứ hai, gia đình tôi không tin tưởng các đồng chí vào nhà tôi. Thì bây giờ đồng chí giải tôi với vấn đề tôi vi phạm như thế nào và vi phạm cái gì thì đồng chí hãy nói với tôi để cho tôi biết và gia đình biết. Đấy, đồng chí nói đi. Tôi vi phạm. Được rồi, tôi vi phạm gì đồng chí trình bày rõ ràng. Tôi có cái gì tôi sẽ ghi nhận, đồng chí nói đi. Thứ nhất này, báo cáo với bác đại diện gia đình nhá. Ở đây chúng tôi là lực lượng công an xã. Rồi, cứ nói đi. Có đồng chí Cao Văn Hành là phó trưởng chứng kiến. Đấy. Tôi an toàn giao thông trên địa bàn toàn xã Giao Hà. Thì hôm nay là khoảng 10 giờ 30 phút. Trên đường đi thì tôi có bằng ô tô riêng, tôi có gặp anh Hướng nhà mình đây, là đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trước xe, đầu xe ô tô tôi. Thế tôi có dừng lại để nói chuyện với anh Hướng, nhưng anh Hướng lại đi sang đường bên đối diện và quay lại chửi bới tôi. Thế thì giờ tôi có cùng lực lượng công an xã và cơ sở xóm xuống đây với mục đích là mời anh Hướng lên công an xã để làm việc. Đấy, thì tôi đã trình bày rất đầy đủ và nhẹ nhàng, không có gì là to tiếng cả. Chủ yếu là anh Hướng anh ấy làm to đi thôi. Thế còn giờ tôi yêu cầu gia đình hợp tác để mời anh Hướng lên làm việc. Còn nếu gia đình không lên, nghĩa là gia đình không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước. Thế ạ. Thì nói đi, nói nha. Thế đồng chí không để mẹ đấy u đến con nói chuyện với này đồng chí cán bộ là Phạm Văn Phong. Với chức danh là thiếu tá và chức danh đó là cổ trưởng công an xã Giao Hà. Thì đồng chí trình bày cho tôi viết vấn đề là tôi và đồng chí và trong và đồng chí phát hiện ra tôi vi phạm lỗi giao thông. Đúng không ạ? Là trong cái gọi là đồng chí đi tuần tra hay là đồng chí đi xe riêng và mặc thường phục. Đúng không ạ? Đồng chí đúng không ạ? Có nhân dân làm chứng đấy. Chứ không phải là đồng chí nói là như nào đấy đâu. Đồng chí mặc quần áo dân sự. Đúng không ạ? Đi xe ô tô riêng của đồng chí thì đồng chí cũng như tôi nhá, đồng chí không trong một cái tổ công tác là đồng chí từ hai người đổ lên, đồng chí đi xe ô tô riêng giữa tôi và đồng chí thì cái mâu thuẫn giao thông giữa tôi và đồng chí đúng không ạ, thì đồng chí không thể nào mà đồng chí bây giờ đồng chí mượn cái quần áo tôi và đồng chí đi là tham gia giao thông, đồng chí mặc quần áo dân thường, tôi cũng mặc quần áo dân thường, đồng chí đi xe ô tô riêng đúng không ạ, đúng không đồng chí, đúng không? Đúng. Thế tại sao tôi và đồng chí mâu thuẫn giao thông đi với nhau, có những cái là suýt va chạm giao thông đúng không ạ? Thế tại sao bây giờ đồng chí lại mượn cái chức sắc và cái quần áo cũng như là cái chức vụ của đồng chí mặc quần áo công an đến nhà tôi để làm gì? Có phải đồng chí đang là lạm dụng chức vụ và quyền hạn của đồng chí không? Đồng chí mặc quần áo đến nhà tôi để vấn đề gì? Tại sao giữa tôi và đồng chí là gọi là mâu thuẫn giao thông giữa hai người đi không đúng làn đường, tôi không đúng nguy hiểm, tôi công nhận. Đồng chí đi ô tô riêng mặc quần áo dân sự, đúng không ạ? Thế tại sao đồng chí lại là bây giờ giữa tôi và đồng chí có xảy ra một số cãi nhau mâu thuẫn giữa lời nói và lời nói, đúng không? Chính xác không? Đúng không đồng chí Phong? Đúng. Thế tại sao bây giờ là đồng chí... Này đồng chí, trước hết nói chửi ấy, đồng chí đừng có nói cái từ chửi. Bởi vì anh nói tục ấy. Này, nói tục, tôi không có văn hóa, đồng chí ạ. Tôi ít học, đồng chí nha, tôi ít học. Tôi nói có những cái ngôn từ nó không có chuẩn mực văn hóa. Thế nhà nước có quy định tôi phải nói như thế nào không? Tôi xưng hô với đồng chí là mày tao, đúng không? Thế nhà nước có quy định là không được xưng phép xưng hô với công an hay là đồng chí? Này, không, cái gì nó phải có cái đầu, cái ngon, u còn ai để con nói chuyện. Con đang phát trực tiếp, 100 mấy chục người đang xem. Nha đồng chí nha. Thì hiện tại đồng chí mặc quần áo dân thường, đi xe riêng của đồng chí. Khi mà tôi và đồng chí có một số mâu thuẫn về giao thông, có lời qua tiếng lại với nhau, đồng chí bảo là tôi là công an rút thẻ. Tôi bảo này, giữa tôi và đồng chí là đi xe
va chạm giao thông, kể cả là đồng chí kể là có gây tai nạn xe đồng chí hỏng hay là đồng chí như này kia thì đồng chí cũng phải chấp nhận. Chứ đồng chí không thể nào mà lạm vụ chức quyền, đồng chí mặc quần áo, đồng chí về, đồng chí mặc quần áo công an, đồng chí xuống nhà tôi, quấy rối nhà tôi. Bây giờ nhà tôi hiện tại là 10 giờ đêm. 10 giờ đêm nhà tôi không tiếp bất cứ một đoàn thể nào, không tiếp bất cứ một cá nhân nào hay đoàn thể nào đến nhà tôi, vì nhà tôi bây giờ là đang có người ốm. Thứ nhất vậy, thứ hai là gia đình nhà tôi có quy tắc riêng của gia đình nhà tôi. Đồng chí ạ, còn đồng chí mà giữa tôi và đồng chí gây tai nạn với nhau, bây giờ đi xe mâu thuẫn với nhau mà đồng chí mặc quần áo công an, đồng chí đến nhà tôi, đồng chí mang cái chức vụ và quyền hạn của cái xã Hòa, đồng chí đến để uy hiếp tôi, bắt tôi phải mở cổng. Đồng chí còn quy cho tôi là nếu như không mở cổng là chống người thi hành công vụ. Đồng chí mang ra đây một cho tôi cái giấy định, quy định khám nhà, quy định cấp trên ký vào đấy, tôi chấp nhận mở cổng. Còn đồng chí đến với tôi như thế này là tôi không chấp nhận, yêu cầu tôi đến xa tôi không chấp nhận nhá. Còn đấy, đồng chí nhá, tôi đã cho đồng chí sự lựa chọn nhá, đồng chí ạ, tôi cho đồng chí sự lựa chọn. Đồng chí không chấp nhận sự lựa chọn thì đấy là quyền của đồng chí, còn tôi không yêu cầu, tôi không chấp nhận mở cửa, thế thôi. Đấy, đồng chí giờ như thế nào? Thứ nhất làm sao, đồng chí nói đi. Đấy, tôi vi phạm đấy là trước tôi với lại pháp luật. Thôi, cứ để cho anh nói xong lại thôi thì anh nhăn nói. Dù tôi là người dân hay tôi là công an thì anh vi phạm vẫn là vi phạm. Và vi phạm ấy, hiện nay các cơ quan chức năng có quyền xử phạt nguội, tức là qua tay camera còn được. Chứ còn đừng nói cái chuyện mà là người dân này thế bây giờ ấy xuống bắt tại chỗ thì còn cãi. Không ngại, đồng chí này, đồng chí nói vậy đồng chí sai. Tôi không... Đồng chí đang mang cái chức danh và quyền hạn của đồng chí xuống đây uy hiếp tôi. Tôi không uy hiếp mà tôi mời anh lên công an xã làm. Tại sao tôi phải lên công an xã khi tôi vi phạm giao thông mà đồng chí uy hiếp? Thứ nhất là anh có vi phạm giao thông và thứ hai tôi nói đồng chí này, tôi vi phạm giao thông giữa tôi và đồng chí. Chứ tôi xuống trao đổi anh còn chửi với tôi nhá. Này, tôi nói đồng chí biết này. Đồng chí đang vu khống tôi đấy nhá. Nhá. Này, đây có sẽ có đơn đàng hoàng. Đồng chí đang vu khống tôi nhá. Đồng chí là một người thực thi quyền hạn theo pháp luật. Đồng chí đang vu khống tôi nhá. Đồng chí nhá, tôi nói đồng chí Phạm Văn Phong, trưởng công an xã Hòa, quân hàm thiếu tá nhá. Đồng chí đang thì làm mất đi hình ảnh của chiến sĩ người công an nhân dân đấy. Tôi nói đồng chí như thế. Đồng chí đang mang cái tư thù riêng mà đến đây với tôi với lại cái quyền hạn đồng chí. Cái này ấy, tôi nói thật đồng chí này, nó sẽ đến làm sao đồng chí nha. Tôi thật đồng chí nên xem xét lại, cái tư cách là một, cái kiến thức là hai về pháp luật, để đồng chí tiếp nhân dân và xử lý các tình huống. Tôi nói đồng chí như thế. Còn đồng chí hiện tại là nghiệp vụ của đồng chí quá thấp, sự hiểu biết của đồng chí về pháp luật quá kém đấy, tôi phê bình. Vì bây giờ tôi nói là đây này, bây giờ đang 10 giờ đêm, gia đình tôi đáng nhẽ là ngủ rồi nhá. Đồng chí Phạm Văn Phong nhá, đồng chí đang quấy rối gia đình tôi, đồng chí đến nhà tôi với vấn đề gì? Đồng chí bây giờ, đồng chí mặc quần áo bình thường dân sự mà đồng chí bây giờ đi xe dân sự đến mà sao giữa va chạm giữa tôi và đồng chí xảy ra một số mâu thuẫn là lời qua tiếng lại. Đồng chí về, đồng chí mặc quần áo công an và đồng chí đến bắt tôi phải lên xã là như nào? Đồng chí có phải lạm dụng chức quyền, chức vụ và quyền hạn không? Anh không vi phạm không? Này, tôi vi phạm hay không vi phạm cái đấy là vấn đề của tôi. Còn đồng chí mặc quần áo dân sự, đồng chí đi xe dân sự, không, này, đồng chí có chuyên đề không? Có chuyên đề về đi kiểm tra tuần tra không? Đồng chí đi bao nhiêu người? Có đội không? Có tổ không? Hay là cá nhân đồng chí? Đây là đồng chí đang ngạ vụ chức vụ của quyền hạn đấy. Cái này nên FRA ấy nhá. FRA là đến là đồng chí có khi là rất quân hàm đấy. Tôi nói thật đồng chí như thế. Đấy, đồng chí thách tôi live stream, tôi sẽ live stream cho đồng chí. Đấy, bây giờ hiện tại là hơn 100 người đang xem đồng chí và lượng chia sẻ đang rất là mạnh. Đấy. Đây là đồng chí thách tôi không muốn điều đấy xảy ra nhá. Đồng chí Phong ạ, tôi không muốn điều đấy xảy ra đâu. Còn đây, bây giờ ấy, anh xuống đây anh nói với tôi với một cái thái độ khác thì nó khác. Anh còn yêu tục cầu tôi lên xã là sao? Tại sao tôi phải lên xã khi tôi không vi phạm gì tôi lên xã? Không, này, đồng chí đang thể hiện cái nghiệp vụ của đồng chí nó quá thấp. Không không, cái này cái nghiệp vụ của đồng chí thấp thực sự luôn. Thật, nếu mà đồng chí mà bảo là đại úy mà lên thiếu tá như này, đồng chí nghiệp vụ của đồng chí thấp quá, nó thật vậy. Tôi là một người dân bình thường nhưng tôi có thể hiểu pháp luật. Còn đồng chí đừng cứ dọa mẹ tôi ít học. Này, đừng này. Không, tôi không mở cửa. Tại sao tôi phải nên làm việc với anh? Anh có những vi phạm. À, tôi vi phạm cái gì? Anh nói đi. Ôi thế anh à. Này, người ta đang xem 100,000+ người đang xem này. Ôi, không lấy nữa. Tôi vi phạm cái gì? Bây giờ đây, kính thưa cộng đồng mạng nhá. Cộng đồng mạng chia sẻ giùm tôi.
chia sẻ đến Bộ trưởng Tô Lâm, đồng chí Phạm Văn Phong, trưởng công an xã Giao Hà, đến nhà tôi với một lý do giữa tôi và đồng chí. Đồng chí mặc quần áo dân thường, đi xe tức là đi xe riêng của đồng chí. Giữa tôi và đồng chí có xảy ra một số cái vấn đề về giao thông với nhau. Nhưng đồng chí về lạm vụ chức quyền, đến nhà tôi lúc 10 giờ đêm, ngày mùng âm lịch là ngày mùng 8 tháng 10, còn ngày dương lịch thì tôi không nhớ. Đồng chí đang đứng trước cổng nhà tôi, uy hiếp gia đình tôi, gây mất an ninh trật tự, gây hiểu nhầm giữa làng và xóm, khiến gia đình tôi mất hết uy tín và danh dự. Đồng chí yêu cầu gia đình tôi, yêu cầu mẹ tôi phải mở cửa mà tôi không đồng ý, vì bây giờ gia đình nhà tôi đang có người ốm, đang có người yếu, tôi không cho phép đồng chí vào nhà tôi. Vì bây giờ nó là quá nửa đêm khuya, còn đồng chí muốn triệu tập tôi hay mời tôi, đồng chí phải về có giấy mời đàng hoàng, vì tôi làm sao, tôi không vi phạm pháp luật. Muốn tôi lên làm việc, phải là mời tôi lên làm việc giờ hành chính, chứ đồng chí không thể đến là tôi yêu cầu tôi làm việc với lý do như vậy được. Đấy, đồng chí Phong có gì phát biểu đi, phát biểu đi. Cái gì đồng chí, anh nói sai thì tôi đã chỉ ra rồi. Không, đấy, đồng chí cứ nói đi, sai như thế nào, như thế nào đấy. Nhất là đi xe máy không được. Ờ, đúng không, đồng chí như thế nào, thế thấy cái phát hiện của đồng chí như thế nào, đồng chí phát hiện là tôi đi xe nặng đánh võng và không đội mũ bảo hiểm, đồng chí nói đi. Đúng không? Cái phát hiện của đồng chí như thế nào? Tổ công tác của đồng chí là phát hiện đâu? Cái đấy anh đã công nhận chưa? Bây giờ cái tổ công tác của đồng chí phát hiện tôi ở đâu và vi phạm và như nào? Không nói chuyện sau nhá, nhưng anh có vi phạm không? Anh đi tham gia trên giao thông trên đường có. Cái vi phạm của tôi. Nhá, cái vi phạm của tôi không đội mũ bảo hiểm đúng không ạ? Thì đấy là vấn đề của tôi có trách nhiệm đóng phạt. Với lại anh vi phạm tôi mời anh đi làm việc. Tại sao phải nên làm việc trong khi anh không có thẩm quyền? Thẩm quyền hay không ấy, anh nên tôi giải thích cho anh hiểu. Không, tôi không nên. Xem. Không, này, cái luật trong đầu tôi đồng chí nó này. 200 người đang xem đấy đồng chí ạ. Đấy, đấy, đồng chí nên cân nhắc lại những cái lời nói của mình. Tôi không có học hành. Ơi. Không. Không, 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 tôi không thích như vậy. Không. Tại sao lại giá trị giống nhau trong khi làm sao? Tại sao anh lấy cái quyền gì anh mời tôi? Anh vi phạm tôi xuống thì mời chứ. Này, anh Phong này, anh đang càng nói càng nỗi. Anh Phong ạ, anh cả. Không, cơ sở xóm đấy là cấp dưới của anh. Không phải cấp dưới mà người ta quản lý. Người ta có chứng kiến không? Anh đừng nói đây là cấp dưới của anh. Đây này anh Phong này, anh nói Bộ trưởng Tô Lâm mai xem đấy. Thậm chí đừng đùa nhá. Mình phấn đấu mãi được cái cầu vai mà đôi khi mình làm những cái vấn đề nó nỗi ấy. Tôi không nên, tại sao mời như nào, anh mời như nào là mời tôi. Tôi mời với lý do hôm nay anh vi phạm đấy. Này, anh Phong này, anh không thể lấy lý do đấy để anh mời tôi lên xã được. Mời tôi phải có giấy tờ đàng hoàng nhá. Phải có giấy mời tôi, còn triệu tập tôi nó có giấy triệu tập. Mời tôi thì để ban ngày, anh mời tôi nên hay không nên đấy việc của tôi nhá. Vừa vi phạm xong thì tôi đến nhà tôi mời được. Thế anh lấy cái bộ luật bao nhiêu và quyền hạn bao nhiêu và điều khoản bao nhiêu đấy, anh không, không chỉ cái gì như nào vậy chỉ. Bây giờ tôi không thích. Bây giờ nhà tôi. Bây giờ gọi là cộng đồng mạng sẽ lấy công bằng cho tất cả và làm sao? Này anh không ạ. Nhìn vậy không phải vậy, là sự vậy. Vâng, các bạn, đây là mẹ tôi, thì mẹ tôi là một trong những người là cũng học vấn cũng như là tất cả đều là kém. Mẹ tôi không có gọi là lý luận về chính trị, tất cả thứ thì mẹ tôi hơi kém, nhưng mà không phải xin. Thế làm sao mà phải xin? Con vi phạm gì mà phải xin? Con vi phạm gì mà phải xin con? Thế tại sao phải xin? Như nào? Mình cứ thượng tôn pháp luật, đúng luật mình làm nhá. Sai đến đâu tôi sẽ chịu đến đấy, đồng chí Phong nhá. Còn đồng chí đang làm sai, tôi không chấp nhận. Bây giờ bố tôi đang ốm, tôi yêu cầu các đồng chí về. Tôi yêu cầu đồng chí về. Nhà tôi đang có người ốm, tôi không chấp nhận đồng chí đến nhà tôi như thế này. Tôi yêu cầu đồng chí về nhá. Tôi yêu cầu đồng chí về. Tôi không chấp nhận đồng chí đến nhà tôi như thế này. Tôi yêu cầu các đồng chí về. Bây giờ bố tôi đang ốm, tôi yêu cầu ông về. Đi vào nhà đi.
đi bảo nhà đi u hay vậy. Về, cứ đi về đi. U hay vậy, u về đi. Con có vi phạm gì đâu mà còn sợ u hay nhỉ? U về đi. U về đi, về nhà đi. Vâng, đấy các bạn ạ. Thì tôi cũng trình bày với này các bạn như này này. Thì tôi và đồng chí Phong u đi vào nhà khổ u cứ làm ấy con vậy, u cứ vào nhà đấy con không vấn đề gì, u vào nhà đấy con sống và thượng tôn pháp luật. Con không vi phạm gì sao con phải sợ? Con không ăn trộm, con ăn cướp, con không làm gì sai, con không sợ gì cả. U hiểu chưa? U đi về đi. U cứ đi về đi, con có làm gì sai đâu. U đi về đi, con không làm gì sai thì con sợ cái gì? Con có sai gì đâu. Bây giờ con không muốn phiền hà đến bố mẹ thì bố mẹ về nhà đi, không có vấn đề gì. Còn yêu cầu các ông về, các ông đi về đi, tôi không cho các ông ở trước cửa nhà tôi để gây chất mất trật tự gia đình nhà tôi. Bố tôi đang ốm, bây giờ có khả năng hacker sẽ vào là u ơi đi về, u đi về đi. Sao u không hiểu con vậy? Thì u đi về đi, u ơi u đi về đi, chính u đi về đi, con u đi về đi. U đi về đi con. Bây giờ mình vi phạm luật giao thông mà trong khi người ta làm trưởng công an xã Giao Hà mà mình bây giờ mình đi giữa người ta và mình là dân sự với nhau, đi ra đường va chạm giao thông thì cũng quá nở lời qua tiếng lại. Tại sao đồng chí lại mặc quần áo công an xuống nhà tôi để mà làm vấn đề những cái vấn đề như này? Thì tôi yêu cầu các đồng chí gọi là cộng đồng mạng, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp tôi cái vấn đề là giữa tôi và đồng chí trưởng công an xã Giao Hà có những cái mâu thuẫn nội bộ với nhau mà đồng chí lạm dụng chức quyền đến nhà tôi và gây sức ép với gia đình nhà tôi, trong khi gia đình nhà tôi đang có người mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi không chấp nhận đồng chí Phạm Văn Phong đến nhà tôi như thế này và một số đồng chí cán bộ công an khác. Thì tôi yêu cầu các đồng chí về. Tôi không chấp nhận đâu. Tôi không yêu cầu, không cho phép các đồng chí như vậy đâu. Các đồng chí đang làm sai luật hoàn toàn đấy. Bây giờ nhà tôi đang có người ốm, đang có người mắc bệnh hiểm nghèo mà đồng chí giờ đồng chí mặc quần áo dân thường, đồng chí đi xe dân, đi xe dân thường, đồng chí đến nhà tôi mà đồng chí mang cái gọi là cái quyền vụ và quyền hạn của một người chiến sĩ công an nhân dân với tư cách là cán bộ trưởng công an xã Giao Hà mà đồng chí đến để uy hiếp tôi, có phải đồng chí đang lạm dụng chức quyền của quyền hạn không? Có phải là nhân dân đang đặt niềm tin sai vào đồng chí không? Còn mời tôi hay triệu tập tôi nó phải có giấy đàng hoàng, bây giờ tự nhiên đến nhà tôi bảo là tôi đến này mở cổng, tôi không mở cổng, nhà tôi đang ốm, tôi không thích mở. Tôi yêu cầu các ông về, có vậy thôi. Bây giờ hiện tại là 300 người đang xem các đồng chí làm việc đấy. Các đồng chí làm sao làm về đi để tôi cúp live stream lại. Rồi bây giờ cứ đứng dập thò, nhà mình có tài sản. Bây giờ két sắt có cả 30 tỷ đồng, bây giờ tự nhiên mở cửa vào không có giấy tờ gì. Anh biết đâu nhưng mày mất thì sao? Ôi giờ trong két có bao nhiêu tiền à? Tự nhiên mất cái có phải là nó ôi dồi ôi ra. Thì bảo u đi về đi, khổ u cứ làm phiền con cái gì vậy? Con sai, con chịu trách nhiệm trước pháp luật. Con sai, con chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cứ phải u khổ quá, u ơi, u cứ làm con phải buồn vậy. U sợ cái gì? Mình sai nhiều mình phải sợ. Mình sai, mình sợ. Mình có sai gì đâu, mình làm gì mà sai.
Báo cáo với lại cộng đồng mạng là hiện tại là gia đình nhà tôi đang có người ốm mệt, mà các đồng chí hiện tại cứ đứng ở bên cổng nhà tôi như này, thật sự tôi cảm thấy cái an ninh, cái an toàn nó không được đảm bảo thật sự như vậy. Thì kính mong các cơ quan chức năng, các cơ quan có thẩm quyền, kính mong mọi người vào cuộc để xem xét xem những cái hành vi và những cái nhiệm vụ chức năng của đồng chí Phạm Văn Phong có đúng với lại thẩm quyền của đồng chí hay không, để lấy lại công bằng cho gia đình tôi. Chứ bây giờ gia đình tôi 10 rưỡi rồi, gia đình tôi không biết kêu ở đâu. Bây giờ là bà con đây, làng xóm người ta đến đây, người ta thấy ầm mo người ta đến, thì thật sự là tôi giờ tôi cảm thấy gia đình tôi nó bị uy hiếp thật sự luôn. Gia đình tôi đang cảm thấy bị uy hiếp, không cảm thấy an toàn. Bây giờ là tin vào các lực lượng chức năng, bây giờ lực lượng chức năng đến nhà tôi gây cản trở và uy hiếp gia đình nhà tôi cảm thấy không an toàn khi ở trong gia đình. Tôi cảm thấy không an toàn khi mà các đồng chí công an trưởng và một số đồng chí công an phó của xã. Bây giờ gia đình tôi, giờ làng xóm đến, bây giờ là tôi không thể chấp nhận được. Gia đình tôi đang cảm thấy bị uy hiếp, đang cảm thấy là không 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 thể nào mà chấp nhận được cái sự lạm dụng chức vụ và quyền hạn đối với lại gia đình nhà tôi. Yêu cầu các ông về, tôi yêu cầu các ông về, có vấn đề gì sáng mai các ông mời tôi giải quyết. Tôi yêu cầu các ông về, bây giờ là 10 giờ đêm mà tôi không chấp nhận các ông đứng nhà tôi như này đâu. Anh và đồng chí Phong trưởng công an xã Giao Hà là có mâu thuẫn giao thông với nhau ở ngoài đường khi đồng chí mặc quần áo dân sự và đi xe dân sự, và khi mâu thuẫn cãi nhau kết thúc thì đồng chí mặc quần áo công an ra nhà tôi, ra nhà anh, thì để mà uy hiếp gia đình anh, bắt gia đình anh mở cổng với này Nam vụ, để mà với chức vụ là trưởng công an xã ra làm việc với tôi là vi phạm giao thông. Thì đấy, kính mong cơ quan chức năng, kính mong tất cả các cơ quan có thẩm quyền lấy lại công bằng cho tôi và để đặt niềm tin cho nhân dân, để nhân dân có một cái niềm tin vào cái lực lượng công an cũng như thực thi pháp luật. U đi về đi, u đi về đi. Bây giờ đồng chí, các đồng chí 10 giờ đêm 10 rưỡi rồi, đồng chí đứng như vậy là quấy rối gia đình nhà tôi thật. Tôi giờ tôi cảm thấy nó không an toàn thế nào. Bây giờ tôi phải nhờ cộng đồng mạng lấy lại công bằng cho tôi. Thế anh lấy cái gì để anh mời tôi là công an xã đi làm việc? Anh trình bày với tôi đi. Anh đứng anh thập thỏm như thế, anh cứ đứng như thế là anh gây mất trật tự an ninh đấy. Nhà tôi đang yên ổn, anh đến đây anh quậy phá ở cổng vậy là mất an ninh trật tự đấy. Anh hiểu luật mà, anh ít học nhưng mà anh là người am hiểu pháp luật, am hiểu tất cả, chứ không phải là anh là một người không am hiểu pháp luật. Mà anh chỉ thấy là đồng chí Phạm Văn Phong với quân hàm thiếu tá là đang làm sai, làm không đúng quy trình của một người chiến sĩ công an nhân dân khi mà đến làm việc với lại một người dân. Kính mong cộng đồng mạng chia sẻ thật nhiều để lên đến bộ trưởng cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện để lấy lại công bằng cho gia đình nhà tôi, vì gia đình nhà tôi đang có người ốm và đang người ốm mệt, mà các đồng chí đến quấy nhiễu như này là gây mất an ninh trật tự và gây phiền toái gia đình nhà tôi. Em với lại đồng chí Phong, thì đồng chí Phong vào lúc tầm khoảng 8:30 đồng chí Phong có mặc quần áo dân sự và đi xe dân sự, thì em và đồng chí thì có xảy ra một số va chạm về mâu thuẫn giao thông thôi chứ chưa xảy ra là gọi là tai nạn, chỉ gọi là đi xe với đồng chí thì đồng chí có gọi là xuống và nói mày biết tao là ai không đấy, và gì tôi bảo tôi không biết, tao không biết mày là ai,
thì đồng chí có về mà mặc quần áo công an với quân hàm thiếu tá và đến nhà tôi và yêu cầu gia đình tôi mở cửa, mà trong khi gia đình nhà tôi đang có người ốm thì tôi không mở được và tôi yêu cầu đồng chí về. Không, tôi không chấp nhận đồng chí nên làm việc, tôi vấn đề mà nên làm việc. Tôi vi phạm đồng chí có chuyên đề gì mà nói tôi vi phạm, bố tôi đang ốm đây này nhá. Đồng chí mà quấy nữa đừng có trách tôi nhá. Tôi yêu cầu đồng chí về, yêu cầu tôi là sao, có chữ ký chủ tịch mời tôi lên đàng hoàng chứ không phải triệu tập. Tôi chẳng vi phạm gì phải triệu tập hay là phải lên xã với đồng chí cả. Tôi yêu cầu công về trước khi tôi còn có sự tôn trọng với công. Với tư cách của chiến sĩ công an dân, đồng chí đang làm sai quy trình hoàn toàn luôn. Cái vùng bố tôi đang ốm mà các đồng chí làm như vậy là tôi yêu cầu ông về. Đúng rồi, về đi con, về đi. Bắt nạt nó quen đi. Vâng. U đi vào nhà đi. Sao U phải sợ trong khi mấy trăm người đang bảo vệ gia đình nhà mình, tại sao U phải vào nhà? Không nói thì chúng nó này cứ đứng ở cổng thì làm sao? U đi vào nhà đi. U sợ cái gì? Con vi phạm bây giờ mà phải sợ, con cướp phải con làm sao mà phải sợ? Chúng nó có về đâu mà con về? Chúng nó đứng ở ngoài thì mình bắt mình vào là như nào? Nhà phải có chủ chứ. Bố ơi, đây là con kể bố nghe này. Bố này, mấy trăm người đang thì theo dõi gia đình nhà mình. Con đi xe với đồng chí Phong, quần áo dân sự như mình, đi xe dân sự. Có xảy ra gọi là một số cái vấn đề gọi là về giao thông mà đồng chí mặc quần áo công an đến nhà mình. Bố thấy có được không? Không mở cửa ông. Bố vào nhà nghỉ đi. Bố đi về nhà nghỉ đi, khổ. Tôi nói không nha, công đi về đi. Cứ đừng để tôi bức xúc. Đấy, tôi nói không trước vậy nhá. Đừng để tôi bức xúc với này đình. Cô đi về nhà đi sao? Nhà tôi có chủ chứ không phải vớ vẩn đâu. Đừng cả. Tại sao như vậy? Tại sao lại có vấn đề vô lý như vậy khi mà giữa hai người dân với nhau mà tại sao lại kéo lại về mặc quần áo công an vào để ra uy hiếp gia đình nhà tôi? Ôi. Không làm vậy là có đúng không? Này, tao báo mấy thằng công an này. Anh tao còn gấp 10 lần với kìa. Mày bắt được bắt đi. Ôi. Chúng mày về mày đừng có bố nào ăn cắp vào đây. Bố tao đang ốm đây, đừng để tao bốc xúc lên. Tôi đứng về rồi. Bây giờ giữa hai người dân với nhau có mâu thuẫn giao thông với nhau thì qua lời qua tiếng lại nó là chuyện bình thường. Tại sao là về lấy cái quân phục mặc lên để ra nhà tao uy hiếp? Trong khi bây giờ nằm 10:30 giờ đêm rồi. Chúng mày là như thế nào? Chúng mày làm đúng cái quyền hạn nghĩa vụ chúng mày không? Chúng mày đang gây mất trật tự an ninh, chúng mày có đúng thẩm quyền chúng mày không? Chúng mày đang làm gia đình tao lộn xộn đấy, tao nói chúng mày biết vậy. Đừng để tao mất cái tôn trọng chúng mày. Mẹ nhà mày. Đúng rồi. Đi về. Không nói nữa. Đúng rồi. Ê, về thế nào không lấy nữa. Có chết gì à? Đấy nha, bây giờ nè, bố tôi, mẹ tôi có bất cứ một cái vấn đề gì liên quan sinh mạng là ông